Hello, xin chào tất cả anh em. Thì để tiếp nối series hàng VIP trong 3 clip, em nghĩ là phải đến 4 clip ấy. Bởi vì bọn em vừa lọc xong hàng thêm được một cái clip còn ngố cũng hàng VIP nữa. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp nối với series hôm tối hôm qua. Và chúng ta sẽ tiếp nối series đó với mã từ VIP 43 trở đi. Và ngay bây giờ hãy cùng Cường Thiên Thần khám phá mã VIP ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì 100% là quần chính hãng và toàn những thương hiệu to. Và giá quần ngày hôm nay sẽ là 350.000 cho một sản phẩm. Bắt đầu thôi. Ok, và để không mất thời gian thì chúng ta sẽ lên ngay VIP 43. VIP 43 chúng ta sẽ đến ngay với một con quần với mã là 43 chứ. Em ghi đây là 42. Đây, dán nhầm nên là mai đóng đơn nhầm. Bụng 78, dài 101 và ống là ống 15 nhá. 15, con này là một con của Canifa. Một con quần của Canifa với độ mới 98% anh em. Em đọc lại form size nhá. Chính hãng đấy. 350 một mai. Bụng 78, dài 101 và ống 15. Tiếp. Hôm nay rất nhiều lì vai. Rất nhiều con ngon luôn. 44 chúng ta sẽ đến một chiếc quần của Nike và là dòng Nike Gop. Một con quần kaki của Nike Gop. Luxury này mày, luxury hẳn anh em nhỉ. Bụng 78, dài 98 và ống 22 nhá. Con này kaki của bọn Nike nó đẹp thế nhỉ. Đây. Dòng này là kaki dành cho những anh em đánh Gop ấy. 350 một mã đấy nhá. Bao ship. Bỏ qua Nike, chúng ta sẽ đến với Dolce & Gabbana. Dã màn. Đây, quần của Dolce đây. Cái quần này không biết nếu mà mua mới thì phải bỏ ra bao tiền để mua được đây anh em. Đây. Dã màn. Bụng 86, dài 95 và ống 18 nhá. Dolce lại còn Dolce trơn như thế này thì anh em phải ăn chơi lắm mới nên chọn. Tiếp. Bỏ qua Dolce với mã 45 thì chúng ta sẽ đến với mã 46 và chúng ta sẽ đến với cái gì? Anh em nhìn là biết mà đúng không? Levi. Levi 502. Bụng 94, dài 109 và ống 21. Một con Levi trơn, không rách, không thủng, không sờn. Độ mới cực kỳ cao và bán có 350 này. Luxury đấy ạ. Tiếp. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 47, chúng ta sẽ đến với thương hiệu Men Label. Một cái con với thiết kế là thiết kế off-white nhá. Đây. Quần này thì anh em chắc là trẻ chơi sẽ hợp lý hơn là người già vì ống của nó là ống nhỏ. Bụng 82, dài 104, ống 14-15 nhá. Hàng off-white. Dã man không? Bán giá 350 đi. Đẹp lắm anh em. Nhưng mà chắc là chỉ có anh em trẻ mới biết đến cái hãng này thôi. Các chú già thì không biết các chú có thích chơi cái ống bé này không? Tiếp đi ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 48 và chúng ta sẽ tiếp tục với một con Dolce nhá. Một con Dolce rách xước. Anh em biết cái kiện này bao tiền không? Em sẽ không nói về cái kiện gọi là bao nhiêu tiền nữa, nhưng mà em sẽ chỉ nói là cái kiện này kiện luxury VIP. Cái tag này bằng da đấy. Ngày xưa là nó bằng da nhưng bây giờ nó đang bị bong rồi. Nhưng mà cái quần là quần của Dolce ấy nhá. Bụng 82, dài 97 và ống 18 ạ. Mã này mã 48 nha, rách xước. 49 ạ. VIP 49 Levi 511. Hàng nó thế này cơ mà. Cái hàng này mà vào tay người khác thì chắc phải bán 700.000 mất. Bụng 80, dài 101 và ống 16-17 nhá. Xám đậm hàng của Levi. Và form là form slim fit. Tiếp đi ạ. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Zara. Với mã 50. VIP 50, bụng 80, dài 95 và ống 16. Hàng của Zara Man. Một con form slim của Zara. Hôm nay anh em mà kiểu dưới 50 tuổi ấy, em chắc là gọi là các anh thôi, thì các anh vẫn có thể chơi được cái kiểu form slim này nhá. Form ống nhỏ xuống dưới, chất liệu co giãn. Louis Vuitton. Hình như có cả quần của Louis Vuitton. Hara này. Hàng Nhật. Dã man lắm anh em. Đây, tem. 51 ạ, bụng 78, dài 100 và ống là ống 18 nhá. Nó đẹp chưa? Màu của nó thế này nhá, không phải là rách xước gì đâu nhá.
Đây, tag kim loại của Hara. Mã tiếp đi ạ. Levi 511 tiếp, W32L32, size đẹp thế. Levi. Mã này là mã 52. Đấy, mọi người nhìn uy tín nhá. Bụng 84 tại 103 và ống là ống 18. Ui bò là màu rêu, size đẹp. 350. Chơi này đắt nó sắt ra từng miếng một anh em. 53. VIP 53, chúng ta sẽ đến với một chiếc quần. Con này của thương hiệu gì đây? Size 31 32. À, con này của H&M, rất nhiều tem dưới, tem Nhật. Em đọc form size nhá. Bụng 84 dài 99 và ống 16 ạ. Form slim, màu xám đậm. Con này cũng mới đét đẹp luôn. Hàng của H&M nhá. Mới chưa? Versace với mã 54. Bụng 74 dài 95 và ống là ống 14. Hôm qua con này về em nói thật với anh em luôn là có chú ấy đòi mua luôn nhưng mà bụng chú không vừa. Chú bảo 500.000 chú cũng mua nếu mà nó vừa. Hàng của Versace. Đấy. Từ cái tag này mà độ mới rất cao. Tiếp ạ. Fubu đúng không? Fubu Collection với mã 55, bụng 88 dài 100 và ống 25. Đây hàng của Fubu. Em nhìn kỹ giúp em nhé, hàng đẹp lắm. Ống rộng. Này các chú ăn chơi vào giúp cháu. Hàng nó đẹp như này cơ mà. Bụng 88 dài 100 và ống 25 với mã là mã VIP 55. VIP 56 ạ. Lên dần dần đấy nhá. Gen Việt size 30, độ mới là 99%, bụng 80 dài 91 và ống là ống 18. Mới. Con nào mới đét này đẹp thì em sẽ ở mới đét này đẹp. Mới lắm. Đã gọi là clip luxury thì khác bọt lắm. Mã tiếp theo ạ, Boss Kaki với mã VIP 57, bụng 84 dài 91 và ống 18. Hàng của Boss. Thương hiệu cực to nhá. Và đương nhiên rồi, chính hãng ấy. Dạ màn. 58 đi ạ. Lecoq Sportif. Đây kaki siêu mỏng của Lecoq Sport đây. Cái này là dòng gọi là dòng gốp hàng Nhật Bản của Lecoq ấy. Em sẽ cho mọi người xem độ mới của quần nhé. Không phải tự nhiên em dám bán bà giá 350 đâu nha. 58. Mà 350 rẻ mà. Rộng bụng 82 dài 94 và ống 19 ấy. Điểm nhấn này, logo hình con gà ở đây này. Tiếp ạ. Mã tiếp theo. Ui sao. Này quần Gucci tem xanh này. Em bảo cái kiện này nó đẹp lắm anh em. Đây này. Đấy. 59 bụng 88 dài 102 và ống 19 nhá. Gucci. Logo này. Đẹp nhờ. VIP 60 đi ạ. VIP 60 chúng ta sẽ đến với Gen Việt size 30 và con này mới. Đẹp đẹp đẹp. Này cái tag còn nguyên này. Form slim nhá. Bụng 82 dài 96 và ống 17. Tại sao nó có thể có nhiều sản phẩm ngon đến như này nhỉ? Tiếp. Không phải là con hát mẹ khen hay đâu nhưng nó thực sự rất đẹp. VIP 61 ạ. Discredit 2. Made in Italy. Anh em biết cái quần Discredit này nó toàn 8-9 triệu một con không? Đấy, hàng của Discredit ấy. Quần Discredit thì rất ăn chơi. Và anh em là thực sự là kiểu hay đi bar, đi bủng sẽ biết cái thương hiệu này. Bụng 80 dài 102 và 17. Chẳng nhẽ để lại con này để mặc. Hàng ở Discredit này. Tiếp. Mã tiếp theo. Discredit tiếp ạ. Discredit 2 với mã 62. Hàng của Discredit lúc nào nó cũng có một cái tem giấy ở trên và một cái tem phía bên dưới nhá. Con này tem ở dưới nó bị mờ nhưng mà quần rất đẹp. Kiện luxury đấy. Cái này còn da thật này. Quần của Discredit 62. Bụng 78 dài 95 và ống 17 nhá. Từ cái khóa in logo này.
khóa in logo Discredit 2, tag của Discredit 2. Tất cả mọi thứ đều rất ngon nhé. Không phải tự nhiên cái quần này nó giá 7-8 triệu đâu. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Jack and John với mã 63, bụng 88 là 105 và ống là ống 15-16 nhá. Form slim fit màu xanh bạc. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhá. Cái hàng này bọn em nhập vào đắt lắm. Đây em nói trước. Nên là ai chơi cái hàng VIP này thì câu chuyện tiền bạc nên gác lại đi. Nên gác lại một bên đi. Ham hàng rẻ thì không nên chọn mã VIP đâu. Luôn vui tươi. Louis Vuitton. Tag trên, tag dưới. Khóa mạ vàng. Anh em nhìn nó bắt sáng. Bụng 76 dài 96 và ống là ống 14 ạ. Ôi con này tem đẹp. Tem Nhật. Con này sản xuất tại Nhật nhá. 64 ạ, bụng 76 dài 98, ống là ống 14 15. Form slim. Tiếp đi. Mã tiếp theo là Zara Man với mã VIP 65. Tem của Zara rất nhiều nhé. Mà nó là tem đen. Đây, hai cái tem. Hàng của Zara. Bụng 82 dài 92 và ống là ống 16-17. Form slim fit tiếp ạ. Màu xám đậm. Tiếp. VIP 66, bụng 80 dài 99 và ống 16 nhé. Bây giờ em chỉ lên hàng thôi. Tem này anh em biết của cái gì rồi đúng không? Zara tiếp. Đọc form sai đấy, anh em cứ chơi bình thường. Tội gì phải bỏ tiền ra để mua mấy con hàng fake làm gì anh em. Cứ hàng chính hãng có 350 này chơi chả sướng hơn. Đây, Burberry tem vàng này. London. 67. Bụng 82 dài 103 và ống 17 nhá. Em chỉ còn 2 clip về mấy cái kiện này thôi. Hết sạch hàng này. Không đủ hàng mà chơi luôn. Levi tiếp ạ. Bụng 76 dài 104 và ống 14 với mã là VIP 68. Mã này là VIP 68 nhá. Dã man thật. VIP 69 ạ. Đây chúng ta sẽ đến với một đống các cái con kiểu gọi là kinh khủng. Tem này, đầu tiên là xem tem đây là VIP 69 Icon Denim. Đẹp, dã man luôn. Bụng 84 dài 95 ống 16 nhá. Con này em sẽ để tặng. Con này xước nhẹ phần túi thôi. Tặng cho ai mua từ 2 quần trở lên. Tiếp đi. VIP 70 ạ. Bụng 76 dài 99 và ống 18. Levi 501. W28L32. 501. 501 thì đương nhiên cúc của nó sẽ là như này à. Và đương nhiên là tem mác đầy đủ. 501. Size đẹp. 350 màu xám bạc. Bụng 76 dài 99 và ống 18 nhé. 100% hàng hiệu. Mã tiếp theo. Quality Good. Mã 71 ạ. Một con quần màu đen. Và nó mới đẹp đẹp luôn. Cho mọi người xem tem. Đây. Tác ra. Đây. Tem dưới nó đấy. Đó. Đầy đủ hết nhá. Bụng 84 dài 108 và ống 18 nhá. Cúc của bọn này là cúc kiểu cúc cài giống bọn 501 đấy. Mã này là mã VIP 71. 350. Mới. VIP 72. My Action. Bụng 82 dài 98 và ống 16-17. Đây là một con quần vải co giãn của thương hiệu My Action. Bò co giãn màu đen. Hôm nay em lấy theo gu của mọi người đấy. Mở hàng và chọn hàng theo gu của mọi người. Thế nên là rất dễ chốt. Levi tiếp. Tem này thì chỉ có Levi thôi. Chúng ta sẽ đến với mã VIP 73. Bụng 88 dài 102 và ống 16-17. Một con 311 của Levi. Bò mỏng. Tiếp. Pull and Bear với mã 74. Đây mã cũ kia đương nhiên vẫn bậy. Bụng 84 dài 100 và ống là ống 15-16 nhá. Hôm nay form slim rất là nhiều. Anh em trẻ
hoặc là anh em thích sự trẻ trung. Các chú các bác mà thích sự trẻ trung, các chú các bác cũng chỉ chọn mấy cái quần ống bé đấy thôi. Hôm nay ống rộng có, ống bé có nhá. Ly với mã 75. Đây quần bò của Ly đây, em bán 3,5 này. Bụng 84 dài 101 và ống 21. Đọc lại thông số nhá, bụng 84 dài 101 và ống 21. Một chiếc quần bò của Ly với mã 75. Ống rộng nhá. Tiếp 76. Em sẽ chỉ cho mọi người xem này, ai chốt được chốt. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Con này thì không được mới lắm đâu. Made in France. Bụng 78 dài 102 và ống 18 với mã VIP 76. 350. Hàng hiệu nhưng mà nó không được mới. Đây nói trước. Timberland hàng Mỹ. VIP 77. Timberland thì nó nổi tiếng với cái việc làm mấy cái đôi giày kiểu đốc màu vàng vàng ấy. Bụng 78 dài 103 và ống 21, hàng Mỹ nhá. Giờ không biết là có đủ cao không. Mọi người nhìn kỹ hàng giúp em. Tiếp. Tiếp theo là VIP 78, Gen Việt, bụng 90 dài 100 và ống 17, một con màu đen. Mới đen. Cái hàng của Gen Việt này thì nó theo cái kiểu nồi đồng cối đá ấy. Ở trong kiện Nhật em mở được nhiều gen. Không hỏng bất kỳ một cái gì từ những cái nhỏ nhất nhé. Độ mới quần đều trên 90 ấy. Con nào cũ hơn thì em sẽ nói. Jam Bang với mã 79 này. Hàng Hàn. Bụng 82 dài 98 và ống 19 ạ. Cái quần này rất giống quần của ông Địa nha. Con này em sẽ để tặng nhá. Em sẽ để tặng cho những ai mà mua từ 2 quần trở lên. Con này thì nó không được mới cho lắm ở cái tác. Để tặng luôn. VIP 80, bụng 84, dài 100 và ống 17 ạ. Chúng ta sẽ đến với Discorded 2 tiếp. Toàn 7, 8 triệu ngon đấy. Nói trước để anh em tự search giá, sau đấy là vào mua sạo cũng được. Nhưng mà những anh em mà đã từng chơi hàng hiệu lâu năm ấy, nhìn thấy cái là biết là em đang bán với giá quá rẻ so với cả chất lượng cũng như là thương hiệu sản phẩm. Tiếp theo là cô à 81 ạ. Chúng ta sẽ đến với một con quần kaki. Anh em đợi em chút nha, em đọc form sai. Bụng 88 dài 102 và ống 19. Con này hàng Nhật. Hàng của gì đây? Mã này để tặng đi. Đây tem của nó, tem Nhật này. Nhưng mà đây tem Nhật. Em sẽ để tặng nhé. Mã này mã VIP 81. Ôi con này mới chắc là 95% mất. Hàng Nhật. Mã tiếp theo ạ. 82. Con này chuyển khoản full 100% nhé. 199.000 An Phước. Trong kiện Nhật, kiện Hàn ấy, thỉnh thoảng vẫn sẽ sót ra một vài con này. Bụng 82 dài 103 và ống 18. Mới đét đẹp đẹp luôn. Đây 199.000. Chuyển khoản trước. Levi 501 W28 L32. Bụng mã là mã 83. Bụng 76 dài 96 và ống là ống 19. Một em Levi chính hãng 501. Tem còn mới đét này. Và giá hay sao? 350. Đọc lại form size nhé. Bụng 76 dài 96 ống 19 ấy. Mấy con 501 này thì thôi, nếu mà nói về giá 350 thì nhập còn khó, đừng nói là bán. Dolce & Gabbana với mã 34. Dòng 14 gold nhé. Made in Italy. Này. Đấy mọi người nhìn. Hàng hiệu nó phải thế này chứ. Bụng 84 dài 98 ống 18 ấy. Hàng của Dolce. Màu xám đậm nhé. Tiếp tục, Jam Bang với mã VIP 85. Tất cả khóa túi, phần bên hông túi, khóa là khóa đồng và phần hông túi này tất cả đều là da lộn nhá. Ở phía bên này cũng vậy. Bụng 90 dài 100 và ống là ống 25. Thiết kế quá đẹp cho một con quần bò. Ống rộng 350. VIP 86 chúng ta sẽ đến với một con của Basic by Guy. Hàng của Nhật Bản, à hàng của Hàn Quốc. Con này rất chơi nhá. Này, chơi chưa? Đấy. Một con bò ống rộng với mã 86, độ mới 95.
bụng 90, dài 96 và ống 23. Con này thì anh em nào ăn chơi mới nên chọn nhé. Độ mới rất cao luôn. Và mã cuối cùng của quần ngày hôm nay là một con 511 của Levi với W32L32, mã 87, bụng 78, dài 94 và ống là ống 18-19. Anh em, cái túi in của nó, anh em bảo nó mới được đến như thế này thì cái giá đấy là quá xứng đáng anh em. Đây mời em Levi màu đen chính hãng, dã man rồi. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã đến một clip buổi trưa vào lúc 12 giờ. Tối nay chúng ta sẽ lên thêm một cái clip VIP nữa, và hôm nay tối nay chúng ta sẽ lên phông cổ tròn nhé. Có mấy con gu xì nên là anh em vui lòng chờ đợi clip vào tối nay nhé. Bye bye.